Đây là ngôi mộ của con gái của Cao Minh Thạnh nha, cũng là vị thứ 9 của trong cửu vị tiên nương nha. Và cùng mình vào tham quan thôi các bạn ơi. Đây là phần mộ của cô ạ. Đây, Cao Thị Khiết. Cao Thị Kiết. Sinh ngày 16 8 9 năm 27 tháng 5. Mắt tao hình như là mười mấy tuổi rồi. Đây là phần mộ của Cao Thị Kiết nha. Cửu nương Diêu Trì Cung. Cửu nương Diêu Trì Cung. Phần mộ bên bển đó là phần mộ của cha của cổ nha. Ai có nhang kìa, đốt không? Có nhang mà không biết có quẹt không. Đây có nhang. Ê. Đèn cây. Phần mộ của có vị tiên nương này cũng làm bằng đá giống như ngôi mộ phía bên kia các bạn ơi. Nhưng mà chi tiết nó không bằng bên bển qua dân rất nhiều. Ơi cái này con dê nè mày. Đây, con dê cái gì nè, phải không? Phải con dê không? Đây là phần mộ của bà nha. Làm gì? Ở đây cũng có trái đào nè các bạn. Giờ chạy ngược lên xíu không? Mới giờ xíu à? Giờ ở dưới hả? Cái này cái gì ta? Lạ vậy? Ủa điện làm gì? Như về dưới thì nó lại chạy nhà máy nó đưa cái tay hút cái chảnh gì. Ồ, chạy về rồi chạy lên đó hả? Đây qua văn con gì không biết nha. Lạ quá. Mình sẽ đi một vòng ngôi mộ nha. Theo mình nghĩ là tới cái ngày mất của vị này, những người họ trong đạo Cao Đài sẽ xuống đây rất nhiều nha. Đây phía sau của ngôi mộ. Cái này có nghĩa là lá cây hay là cành dây bầu. Cây bầu, có trái bầu nè. Bên ngôi mộ có quán cà phê nha các bạn, rất là mát nha. Dắt xe ra đây. Quán cà phê là 599 nha. Và phần mộ phía bên kia là cha của cổ nha. Rồi một
Rồi video của mình khám phá ngôi mộ đến đây sẽ kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Đây là nhà ở của họ Cao nhé. Và bây giờ đã ấy hết rồi, cây bọng gì đó phủ hết lên rồi các bạn ơi.